Xin chào bạn, hôm nay nhân tiện là mình sửa cái máy in HP Color Laser Zero MPM137F3K. Thì sẵn tiện đây thì mình cũng xin phép chia sẻ cái hướng dẫn cách sử dụng cho cái dòng máy in mà đa chức năng màu này. Rồi, mình hướng dẫn cách sử dụng cơ bản thôi nha các bạn. Rồi, để mở nguồn cái máy in này thì ở bên tay phải đây ha, màn hình này, có nút mở nguồn. Các bạn bấm vào đây thì sẽ mở nguồn cho máy in. Để mở nguồn cho máy in thì chúng ta sẽ kết nối cáp nguồn ở phía đằng sau lưng máy ha, chỗ này là để kết nối nguồn. Giá trên này thì có cái một cái cổng mạng và một cổng USB nha các bạn. Ngoài ra thì còn có thêm một cái cổng wifi wireless nữa ha. Rồi, sau khi kết nối cáp nguồn xong thì các bạn mở nguồn chỗ này, bấm vào thì nút nguồn mở lên nha các bạn. Cái máy in màu này thì thời gian nó khởi động hơi lâu. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái chỗ để giấy ha. Chỗ này là cái khay để chứa giấy, thì giấy đặt vào thì cái mặt cần in á, thí dụ các bạn sử dụng giấy in một mặt á, thì cái mặt trắng nằm phía trên nha các bạn, mặt có chữ nằm phía dưới ha. Còn các bạn giấy giấy trắng hoàn toàn thì các bạn để mặt nào cũng được. Rồi, cái máy này có một cái bộ nạp bản gốc tự động nha các bạn, bộ nạp bản gốc tự động. Cái mặt các bạn khi mà copy, cái mặt cần copy sẽ đặt ngửa lên trên cái bộ nạp bản gốc này nha các bạn. Cái khay chứa bộ nạp bản gốc này tối đa 35 tờ nha các bạn. Còn cái khay giấy vào thì tối đa chỉ được 150 tờ thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần sử dụng cơ bản nhất là copy. Cách copy thì ở trên cái màn hình của cái máy in này các bạn thấy có cái option cái chữ copy, thì các bạn có thể bấm vào chữ copy này. Thì mình nói tiếp, cái máy này có hai cái cách để các bạn copy. Một là các bạn đặt bản gốc lên bộ nạp bản gốc, cái mặt cần copy các bạn sẽ ngửa lên. Rồi, cái cách thứ hai là ở dưới mặt gương nha các bạn, ở dưới mặt gương. Rồi bây giờ ở trên bộ nạp bản gốc thì cái mặt cần copy ngửa lên, còn khi ở dưới mặt gương thì cái mặt các bạn cần copy bằng úp xuống, và cái góc cái điểm mà để bạn làm tâm là nằm ở góc này. Đây các bạn thấy ha, có mấy cái mũi tên hướng vào đây thì cái tờ giấy của bạn sẽ đẩy sát vào đây, để khi các bạn scan hay là copy cái đầu giấy của mình nó không bị ngược đầu nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt lên cái bộ nạp bản gốc mình làm thử ha. Máy này của anh khách đó là không copy qua bộ nạp bản gốc được, mình cũng fix luôn xong rồi nha các bạn. Rồi, các bạn đặt giấy sát vào, các bạn nhớ ha, đầu giấy phải thẳng nha. Thí dụ ha, cái tờ giấy của mình nếu mà một cái đầu nào mà nó, thí dụ như ở đầu đầu này mà nó bị mớp méo gì đi, bấm kim gì đó, mình tháo kim kẹp ra, kim bấm ra mà nó vẫn bị nhăn nheo gì đó, thì các bạn cho nó nằm ở đuôi cái tờ giấy. Cách sử dụng máy thì cũng có những mẹo vặt nha các bạn, để mà tránh hạn chế cái trường hợp bị gạt giấy. Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, máy nào cũng vậy nha các bạn. Rồi, ở trên màn hình của máy in thì nó có option copy, mình quay trở lại ha, nút home chỗ này. Rồi các bạn chọn option copy. Thì bên trong này các bạn lưu ý, nó có mấy cái mục các bạn cần lưu ý đây. Mình đi cái đầu tiên cơ bản nhất nha. Black. Tức là khi các bạn chọn vào đây chữ black thì copy ra đen trắng, tại vì máy là máy màu các bạn. Nên là các bạn có chế độ tùy chọn là một là các bạn copy đen trắng, hai là copy màu. Nếu các bạn muốn copy màu thì các bạn chọn bên chữ color thì máy sẽ copy ra có màu, bản gốc các bạn màu gì nó ra màu đó. Đen trắng ra đen trắng, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng thì nó cũng ra xanh đỏ vàng. Rồi cái ID copy này thì bỏ qua ha, cái này để gắn có mấy cái thẻ từ quét này kia các bạn. Ở đây mình không có hướng dẫn tới cái này ha. Rồi, tiếp theo nữa là phần setting. Rồi các bạn chọn setting, đó là những cái cài đặt cho copy. Rồi, mình sẽ đi từng mục ha. Cái mục đầu tiên là các bạn thấy number of copies. Đó là cái số trang các bạn chọn vào màn hình cảm ứng nha các bạn.
Số bộ tối đa là 99 nha các bạn. Các bạn chọn sai thì các bạn bấm vào cái mũi này, mũi tên ngược lại là back lại là xóa ha. Các bạn muốn thoát ra ngoài hoặc các bạn có thể bấm phím back này hoặc là nút X này. Nó sẽ trả về cái giao diện menu kế tiếp đó. Rồi tiếp theo là Reduce and Lock. Tức là phóng to thu nhỏ các bạn. Bình thường là mặc định là 100%. Các bạn di chuyển qua trái hoặc qua phải thì tỷ lệ phóng to thu nhỏ của máy in này nó hỗ trợ từ 25% cho đến 400%. Đây các bạn thấy cách xong. Các bạn chọn vào cách tâm và sau đó các bạn có thể nhập cái thông số các bạn mong muốn, thí dụ như 75%. Các bạn có thể bấm xóa là ha, nhập vô 75 72 cũng được ha. Ok. Thì lúc này tỷ lệ phóng thu đang là 25% nha các bạn. Rồi. Tiếp theo, light dagger. Cái độ sáng tối các bạn nó kiểu giống như là đậm lợt các bạn. Về bên dấu trừ là lợt, về bên dấu cộng là đậm, tăng độ đậm tối đa. Độ nhạt tối đa thì các bạn chỉnh sao cho nó phù hợp với nhu cầu của mình ha. Không xài thì bấm dấu X back ra. Rồi, optimize. Những cái tính năng này kiểu là giống như là các bạn đang copy ở chế độ gì nháp, pha trộn các loại giấy, văn bản, hình ảnh, nháp. Rồi, quay trở ra. Mục tiếp theo là paper. Thì cái máy này hỗ trợ giấy là letter, Gradle và A4. Chọn giấy nào, size nào thì có cái dấu sao nè các bạn, nó nằm ngay góc này ha. Ở đây là chọn giấy A4. Ok. Rồi, mũi tên hướng xuống. Collection. Thật ra collect này là chia bổ các bạn. Up. Thí dụ các bạn có bản gốc, các bạn có 2 trang. Bây giờ các bạn muốn copy ra 3 bộ thì khi các bạn up thì nó sẽ là 3 tờ số 1, 3 tờ số 2 và 3 tờ số 3. Các bạn muốn chia bộ qua đây, các bạn chọn mũi tên nữa ha, qua trái qua phải cũng được. Nó chọn chế độ là on thì là 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, đủ 3 bộ. Tiếp theo là Image Asset. Cái này cho phép các bạn tùy chỉnh. Thí dụ như cái file gốc của các bạn là hình ảnh đi, thì các bạn có thể vào chỉnh Light Net, độ sáng tối đa, Contrast, Sharpen, Color Balance ha, cân bằng màu này kia các thứ nha các bạn. Rồi các bạn không nhu cầu thì quay trở ra. Rồi Set as New Default. Cái này là các bạn sau khi thí dụ các bạn có nhiều cái option để các bạn lựa chọn. Thí dụ bạn muốn photo màu, bình thường các bạn photo màu ở một chế độ nào đó các bạn set sẵn, rồi sau đó các bạn set as default, nó là lúc nào nó cũng photo theo chế độ đó. Rồi Restore Default, tức là những cái tính năng cài đặt nãy giờ mình hướng dẫn á, mình làm á, mình thao tác á, các bạn không muốn xài nữa các bạn bấm vô Restore Default, bấm OK cái là nó trả về mặc định ha, trả về mặc định. Mình vào mình chờ, mình bấm lại cho bạn xem ha. Đây 100% lại nè, nó trả về mặc định nha các bạn. Rồi cái này thì cũng để hỗ trợ chỉnh các cái chế độ nè, các bạn có thể đặt là 1 2 3 4 5, nói chung là số bộ bản ra bản copy đó các bạn. Còn cái này là để chỉnh đậm nhạt, chỉnh nhanh nha các bạn. Còn muốn mà cài đặt sâu nữa thì các bạn chọn vào bên trong cái phần setting này. Rồi bây giờ chúng ta có một cái bản gốc như thế này, bây giờ mình đặt mình copy thử cho bạn xem ha. Bây giờ mình chọn là màu đi, mình chọn 2 tờ ha, đây sang số 2 nè. Sau đó mình bấm color thì máy sẽ copy nha các bạn. Các bạn thấy đây, lót kéo bản gốc vào. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là máy sẽ copy lên 2 trang nha các bạn. Copy màu thì máy nó sẽ xử lý hơi lâu chút xíu nha các bạn. Đây, một trang copy ra ha. Và một trang còn lại là trang thứ hai.
hai trang nha các bạn. Ok ha, mình sử dụng giấy một mặt mình test nha các bạn. Rồi sử dụng xong hết thì chúng ta sẽ clear cancel trả về mặc định trước đó. Rồi trường hợp mà sử dụng mà trong quá trình sử dụng có bị trạt giấy này kia thì mình sẽ chia sẻ thêm chút xíu nữa, tại vì cái đường đi giấy của máy nữa cũng đơn giản thôi. Ngay chỗ này là chỗ ga giấy, ngay chỗ ga giấy thì trường hợp mà nó chạy lên tới ngoài đây có thể là tờ giấy nó ra tới đây kẹt, hoặc nếu mà nó vừa lú lên chút xíu thôi thì ở đằng sau lưng cái máy, mình quay lại đằng sau lưng máy nha các bạn. Đây đằng sau lưng máy có cái biểu tượng của kẹt giấy nha các bạn, mình bật xuống. Rồi ở dưới này giấy mà chạy ra thì nó kẹt, thì thường ở đằng sau lưng máy các bạn bật cái nắp này ra và lấy cái kẹt ra nha các bạn. Khi mà lấy cái kẹt thì các bạn nắm đều hai tay kéo giấy nha, đừng kéo một tay nghiêng góc này kia ha, kéo xéo thì nó dễ bị rách giấy. Riêng trên bộ nạp bản gốc này cũng vậy, nếu muốn lấy cái kẹt ra thì đây cái nắp này các bạn nắm nguyên dở này, dở lên ha. Rồi ở bên trong này nè các bạn sẽ là có giấy kẹt, các bạn lấy ra, thậm chí các bạn có thể dở lên như thế này thì sử dụng thời gian. Cái này các bạn á, lấy vải thấm cồn lau chùi sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ hạn chế được tối đa những cái lỗi. Ở dưới mặt gương cũng vậy đó, lâu lâu sử dụng thì lấy vải thấm cồn lau chùi vệ sinh sạch sẽ là các bạn sẽ tăng được cái tuổi thọ sử dụng của máy, để máy hoạt động ổn định hơn. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách sử dụng cơ bản về phần copy. Thì ngoài ra máy này còn có chức năng phát nữa, nhưng mà thật sự là phát bây giờ mình thấy cũng ít ít người sử dụng, nên là mình sẽ không hướng dẫn cái chức năng đó ha. Còn lâu lâu các bạn muốn kiểm tra mực thì các bạn bấm vào biểu tượng mực nè, thì các bạn có thể nhìn vào mấy cái biểu tượng này các bạn cũng đoán được tỷ lệ mực còn ít nhiều. Đây cái mức mực nữa các bạn ha, cái mức mực đó là, hoặc các bạn có thể bấm vào chữ report. Khi các bạn bấm vào chữ report thì máy sẽ in ra mẫu tờ supply status, thì nó sẽ đây giống như tờ này ha, nó sẽ có thông tin màu mực, cái tỷ lệ từng màu, cũng như là cái phần email room nữa các bạn. Cái thông số này là trước khi mình thay room các bạn, nên là nó báo email room nè. Rồi sau khi mình thay room, thay gạt room cho cái máy này xong thì cái email room nó lên 100% lại nha các bạn ha. Cái tờ trước khi thay là vé hello. Ok, rất là đơn giản đúng không các bạn. Rồi bấm vô đây, cái máy này firmware trước đó là của 2014, thì mình cũng đã up cái firmware cho bản mới nhất là của 2020 nha các bạn. Máy in, máy photo là những cái dòng máy in, máy scan sử dụng thời gian thì chúng ta cũng nên update firmware ha, để cho những cái bản mới nhất. Rồi nó chỉ có mấy cái mục cơ bản mình hướng dẫn vậy thôi ha, còn những phần khác nữa thì chắc mình xin phép để giới thiệu trong những video khác, như là cái phần sử dụng cho scan chẳng hạn, scan trên máy tính, cũng như là phần cài đặt driver in, mời các bạn đón theo dõi những video đó nha. Rồi tiếp theo trên máy vi tính thì các bạn sẽ vào trong control panel, bạn sẽ vào cái phần debugger, sau đó các bạn sẽ mở cái máy in lên, thì các bạn sẽ mở cái phần swatch printing ha. Rồi ở đây property print test bay, cái này là các bạn kiểm tra có driver in của mình có cài đặt in thành công chưa ha. Các bạn ra lệnh in, nếu máy in ra là các bạn đã cài đặt driver thành công. Rồi bên trong này nó có những cái công cụ như là HP device toolbox, để các bạn mở lên ha, nó có mấy thanh công cụ cũng hay đó các bạn. Đây mở lên để các bạn thấy nè, nó sẽ truy cập vào cái máy in, thì bên trong này có rất là nhiều mục như là supply status là tình trạng mực nè, các bạn thấy ha, nó hiện ra luôn. Đây tình trạng bốn cái màu, các bạn có thể in mấy cái chi tiết report ra luôn ha. Đây supply status các bạn bấm vô ok là máy sẽ in ra nha các bạn.
Bình thường các bạn có thể truy cập địa chỉ IP192.168.88.119 của cái máy in này các bạn. Truy cập vào trình duyệt web á, thì nó cũng ra cái giao diện y chang như thế này luôn. Rồi, mở lại cái máy in. CWAT Printing Printer Property Printed By Serine Board. Rất là nhiều cái tab nữa ha. Tab board là tab cổng mạng các bạn, cổng USB hay là cổng wireless thì các bạn có thể điều chỉnh lại ha. Tại vì máy này nó hỗ trợ tới 3 cổng nữa. Rồi, mình vừa mới bấm print test lại cho bạn xem ha. Đây, board. Rồi, scan a document. Thì ở đây các bạn thấy ha, cell định dạng PDF. Rồi scan size letter đây, các bạn chỉnh là thành A4. Các bạn click vào đây thì nó sẽ sổ xuống nha. Rồi chọn A4. Output color này kia ha, độ phân giải. Rồi ở đây là scan ở trên bộ nạp ẩn gốc là cái feeder các bạn. Feeder là bộ nạp ẩn gốc ha. Một mặt, rồi bấm scan thôi. Một số trường hợp thì các bạn bấm vô thì máy nó không có kết nối được á, nó sẽ báo lỗi. Thì các bạn nhớ kiểm tra lại là driver in coi có thành công hay không ha. Như trường hợp này nè, là do mình chưa để giấy vào cái bộ nạp bản gốc nha các bạn. Nó báo ha. Insert the byte to be scanner into the ADF and child. Đó là đặt giấy vào bản gốc rồi sau đó mình thở lại. Vì chai là một lần. Thì các bạn scan vào thì các bạn thấy ha, bên tay phải của cái giao diện này có phần Rightnet Contact, Rotate, Drop nè. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cách để xử lý. Đây, mở lại đây. Bình thường khi mình sử dụng mà có bị lỗi gì đó, các bạn cứ tắt mở phần mềm mở lại ha. Giờ rồi là cái bộ nạp bản gốc có lỗi nha các bạn, nên là mình sẽ scan với mặt gương ha. Rồi save lại, các bạn thấy nó ngược đầu nè, bấm rotate xoay ha. Còn chắc ra nét thì các bạn có thể hỗ trợ chỉnh thêm. Rồi cái này các bạn chọn cái nơi lưu lại. Rồi, mở lên. Các bạn có thể chỉnh thêm để cho cái màu sắc đẹp hơn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc bạn thành công.